Sáng ngày 12 tháng 5, Công ty trách nhiệm hữu hạn NI Hoa Việt phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Lang Chánh tổ chức tư vấn hướng dẫn đào tạo nghề may cho lao động tại địa phương. Tham dự có lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Lang Chánh, đại diện các ban ngành thị trấn, trưởng khu phố, lao động có nhu cầu tham gia nghề may trên địa bàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn NI Hoa Việt thuộc tập đoàn Nam Giang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu may mặc tới các thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, có nguồn vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc và có 4 nhà máy trong toàn quốc. Tại Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn NI Hoa Việt có nhà máy được đặt tại thôn Châu Từ, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc. Tại buổi tư vấn, đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn NI Hoa Việt đã thông tin tới người lao động về những quyền lợi, mức thu nhập khi người lao động có nhu cầu làm việc tại công ty, như tiền lương trung bình khởi điểm của một lao động, từ 5 triệu 500 nghìn đồng một tháng đến 12 triệu đồng một tháng, tùy theo vị trí việc làm. Khi làm việc tại công ty, lao động được làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát, hưởng lương cơ bản, cộng với lương tăng ca và các khoản phụ cấp khác, được đóng bảo hiểm xã hội, được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi theo quy định. Nhằm mở rộng quy mô sản xuất và được huyện Lang Chánh tạo các điều kiện thuận lợi để xây dựng nhà máy may tại huyện, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn NI Hoa Việt phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, các ban ngành tại địa phương, thông tin đến nhu cầu tuyển dụng lao động, hỗ trợ các điều kiện đưa đón lao động đi đào tạo nghề, cũng như đảm bảo nguồn thu nhập cho lao động, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực khi nhà máy hoạt động trong thời gian tới. Đối với cái dự án ở Lang Chánh thì hiện tại thì Hoa Việt đang kết hợp với các ban ngành để làm sao cho đưa cái dự án đi vào hoạt động sớm nhất có thể, và dự kiến từ giờ đến cuối năm thì cái dự án Lang Chánh sẽ hoàn thiện và đi vào hoạt động. Còn đối với hiện tại thì công ty đang kết hợp với các ban ngành cũng như các đoàn thể tại huyện Lang Chánh để tuyển dụng và đào tạo. Bước đầu thì công ty sẽ đưa một số lao động ở như trên Lang Chánh về công ty mẹ để đào tạo, tạo ra cái bộ khung cũng như cái cán bộ chủ chốt tại công ty, để sau này và khi mà dự án ở Lang Chánh hoạt động thì đưa các em ấy về làm việc tại Lang Chánh thì sẽ là tạo ra các như các tổ trưởng quản lý để hướng dẫn người lao động để hoạt động vận hành cái nhà máy tại Lang Chánh. Tham gia buổi tư vấn hướng dẫn đào tạo nghề, các lao động đều cảm thấy mức thu nhập cũng như các quyền lợi khác được đảm bảo và có mong muốn nhà máy may tại Lang Chánh sớm đi vào hoạt động để họ có cơ hội tìm việc làm gần nhà, thuận tiện trong việc chăm lo gia đình. Thì em cũng đi làm ăn xa, với lại là cái điều kiện ở ngoài kia nó tuy là lương cao hơn nhưng mà nó phải nhiều chi phí phát sinh, nên là mong muốn là ở huyện có cái công ty để em được về quê làm việc, cái nó được gần nhà, được hỗ trợ gia đình và chăm sóc con cái. Tôi đã đi làm công ty ở trong Bình Dương cũng đã lâu, được mấy năm rồi, là lương cơ bản với là phụ cấp ở trong đó cũng cao, nhưng mà chúng tôi làm ở trong đó nó xa dặn, xa nhà với là xa gia đình nên cũng hơi bất tiện, nên chúng tôi muốn có bây giờ có công ty lên trên đây để tôi và các chị em địa phương có công ăn việc làm ở đây gần nhà với là tiện chăm sóc gia đình và con cái. Theo dự kiến, khi nhà máy may tại Lang Chánh được đưa vào hoạt động sẽ bố trí khoảng 1.000 đến 1.500 lao động. Đây là cơ hội cho lao động địa phương có công việc ổn định, thu nhập khá ngay trên mảnh đất quê hương Lang Chánh.